mọi người ơi, hôm nay tiệm xỉ ba Hương Hoa của má Thơm á, đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt này, ngâm một chân, khuyến mãi một chân còn lại. Mọi người nhớ tự ủng hộ và nhận quà khuyến mãi khủng nha. À, chị ơi, ngâm chân có tốt không? À tốt lắm em ơi, trời ngâm chân bên chị là chữa tứ bách tứ bệnh luôn á. Mau mau đây này, hôm nay á, mọi người đến ủng hộ quá trời luôn á. À, xin chào mọi người nha. À, buổi livestream hôm nay tới đây là dừng lại á. Hẹn các bạn buổi livestream lần sau nha. Cái gì má? Cái thằng này, má mày đang livestream mình nói đầu cho ông chi vậy? Thì con có biết đâu. À, dắt Ken qua cho nó ngâm chân rồi má. Dạ cô. À, hôm nay Vinh đã giới thiệu con là cô mới khai trương cái tiệm ngâm chân nên là con qua đây ủng hộ. Đúng rồi. Trời ơi, con á mà ngâm chân vào cái chậu hoa kia chữa được rất nhiều bệnh luôn. Thật đó hả cô? Ừ. Từ sáng đến giờ hai má con của cô tiếp khách không kịp thở luôn á. Con thấy đông lùm lợp luôn á. Nhưng bây giờ trưa rồi vãn khách. Con ngồi đây này trải nghiệm trực tiếp. Chờ cô chút. Dạ. Chú, tao nhớ sáng giờ có mình mày mà ta. Hả? Trời ơi nặng quá. Giỏi ngắm đi. Đó con thấy chưa, toàn dược liệu bằng hoa cúc á. Đặc trị của má Thơm đó. Ừ, mà hoa cúc tốt lắm nha, chị tứ bách tứ bệnh á, nào là ngăn ngừa ung thư, nào đẹp da này, rồi coi như đường tiêu hóa này, các thứ, nói chung là rất là nhiều bệnh. Con ngâm thử thì biết. Ôi ông cố ơi, bây ơi. Cái gì nữa vậy bà nội? Trời ơi ngứa quá. Đang ngâm mà ngứa cái gì? Cái này là mẹ con của hai người cho tôi ngâm mà mấy cái bông này có độc đúng không? Bây giờ ngứa quá trời ngứa rồi nè. Trời ơi độc cái gì? Toàn hoa cúc không á, cái hương liệu á là coi như là rất là tốt, chữa rất là nhiều bệnh luôn á. Má tìm hiểu kỹ chưa vậy? Cái thằng này, má tìm hiểu kỹ rồi má mới mở tiệm nè. Là bây giờ nói chung là tôi ngâm cái này tôi cảm thấy tôi bị ngứa rồi, tôi chịu không nổi nữa. Không có nói nhiều nữa, trả tiền lại cho tôi. Trả cái gì? Cái này á toàn mà hoa cúc không á, dược liệu rất là tốt, chữa rất là nhiều bệnh. Nè, chân cô á, chắc là cô bị bệnh da liễu gì, bệnh ngoài da gì. Cô đến đây quặn vạ gì? Trời đất ơi, không hề bị bệnh da liễu luôn, trời ơi. Là tới đây ngâm cái này xong rồi mới bị ngứa nè. Xong rồi bây giờ bà không nhận, bà muốn đổ đầu cho tôi. Làm ăn tử tế đàng hoàng vô đi trời. Đổ cái gì? Được rồi. Vinh, tránh ra để mà mắng làm thử. Nhắm ổn không vậy ta? Toàn hương liệu hoa cúc không mà độc cái gì, má tìm hiểu kỹ rồi. Để mắng làm thử. Nhắm ổn không vậy? Cái thằng ổn mà để đây ơi. Đứng ra đi. Ui, dứt luôn hả? Tao ngâm cho biết này. Đó, thấy chưa? Có sao đâu. Ôi trời ơi, rồi xong rồi. Cái chân sưng lên rồi đỏ tươi rồi, nổi lên tùm lum luôn rồi. Trời, chân này ai cứu? Sao nữa? Trời. Nhẹ thôi con. Con nói má rồi, con hỏi hoài luôn, con hỏi là cái bông cúc này là nó có được không, nó có đảm bảo không, an toàn không mà má kêu được. Được đó, giờ nóng nổi gì. Thì má thấy trên mạng người ta làm tốt lắm á, má về má mới làm chứ. Nghĩ sao má lên mạng, má tin mấy trên mạng. Bây giờ má muốn biết cái gì, má phải nè kiếm một cái nguồn gốc này, như mà một bác sĩ hay bệnh viện hay một cái cơ sở uy tín rồi đó người ta tìm hiểu. Trời ơi con nói má nghe, hồi bữa là con có hỏi rồi, con đi hỏi bác sĩ á, là bạn con á, là người ta kêu á là cái phấn của hoa cúc á là nó có một cái thành phần thì nó có thể gây kích ứng da cho một số người nào mà cái da người ta dễ bị, nói chung da là nhạy cảm á. Nó bây giờ nè má đầu tư đóng tiền nó mở cái tiệm xong bây giờ coi như đổ sông đổ biển hết. Dẹp tiệm là chuyện nhỏ, còn mất uy tín với bà con làng xóm mới là chuyện lớn. Từ ngày đó giờ má đâu có ra khỏi cổng đâu. Mà thôi má đừng buồn nữa, để tự con tính cho. Con mà sao dư một đôi đũa với cái chén kìa. Hôm nay con có một bất ngờ dành cho má. Đợi xíu đi. Con mời ai xong nói má. Vinh ơi,
Dạ liền. Vô đây nè. Ủa sao con mướn chân? Ừ cái gì vậy hai người này? Trời ơi, cái mục đích á, hôm nay con nấu cái bữa cơm này á là ngồi đàng hoàng coi. Là tao thay má tao, tao xin lỗi mày. Nói chung là má tao bởi tìm hiểu chưa có kỹ cho nên là dẫn tới một vài sự cố. Thì với tình làng nghĩa sớm và công sức tao bỏ ra thì mày có thể nào tha lỗi cho má tao không? Trâm à, lúc đầu á thì cô cũng tính là mở tiệm ra để bà con đến thư giãn, có sức khỏe tốt. Mà thôi, bà con á láng giềng với nhau á, ăn bữa cơm này á, coi như là có chuyện gì khúc mắc á, bỏ qua cho cô nha. Thì chỗ con với thằng Vinh á cũng là bạn bè với nhau. Mà với lại vợ cô nó như vậy rồi, mà nếu như con không bỏ qua á thì coi như là con thành người hẹp hòi, người không phải, đúng không? Nên là thôi, xí gió nha, coi như là không có gì hết á. Nhưng mà vài bữa cô làm cái gì cô phải tìm hiểu, cô nghiên cứu rồi cho kỹ kỹ đi. Để không thôi mất công hại bà con mình. Với lại quan trọng là mình bị mang tiếng nữa cô. Cô biết rồi, cô cảm ơn con. Thôi bây giờ mình ăn cơm nha. Để chén hết cô sư cơm. Được ăn luôn à? Trời trời ơi. Ăn đi. Vì sao mà tao nấu mấy món này không? Hôm nay là tao đặc biệt tao nấu cho mày với má tao là thịt heo với bắp cải luộc. Rồi liên quan gì mà đặc biệt? Thiếu hiểu biết. Bắp cải luộc á, là mày với má tao đang bị dấn thì mày ăn cái bắp cải luộc này vô nó sẽ giảm ngứa, rồi nó kiểu chung là cái da mày nó đang bị kích ứng nó sẽ giảm lại bớt. Tốt à. Là bắp cải này ăn. Ừ. Cô, vậy là con với cô phải ăn nhiều nhiều. Đúng rồi, thịt để tao ăn nha. Đây con là con không có mắc cỡ đâu, mời nhà mình nha. Ăn đi con. Bắp cải tốt vô. Wow.